Xin kính chào quý bạn và các vị. Hiện nay mình đang có ở đây chiếc Sony Xperia ZL2. Thì chiếc ZL2 này là một phiên bản dành cho thị trường Nhật Bản của chúng ta và đã được sách tay về thị trường Việt Nam. Và chiếc máy mình đang có ở đây là của Mobile City, địa chỉ là 120 Thái Hà. Mobile City đang bán chiếc ZL2 này với mức giá thấp nhất trên thị trường. Về chiếc máy này thì mình có thể thấy nó đang sở hữu một cấu hình hết sức là hấp dẫn. Nó có vi xử lý Qualcomm Snapdragon 801, RAM 3GB. Camera của nó là 20.7 megapixel. Và đây là ống kính G tương tự như là chiếc Xperia Z2. Nhìn chung đây là một chiếc Z2 nhưng mà được làm bằng nhựa để cho nó mềm mại và có một cái màu xanh rất là đáng yêu. Về sản phẩm này thì cảm giác đầu tiên của mình khi cầm vào là thích hơn khi cầm các sản phẩm như Z1 hoặc Z2. Mặt lưng của nó được làm bo tròn mềm mại, không phải cái mặt lưng phẳng hoàn toàn mà ngực phẳng trước sau như một, giống như kiểu là một số cái sản phẩm của Sony làm trước đây, tạo ra cái cảm giác khi cầm không thực sự thích cho lắm. Và khi mà chúng ta có một cái ngực phần lưng mà nó hơi lồi lên này, chúng ta cầm sẽ thích hơn rất là nhiều. Về cái mặt trước, các bạn thấy là chiếc ZL2 này có một đặc điểm rất là khác so với Sony. Phần bên trên và phần bên dưới không được làm cái độ dày đồng đều với nhau, mà bên dưới mỏng hơn, nên mà khi so với chiếc Z1 thì nó ngắn hơn so với Z1 của chúng ta. Mặc dù là nó vẫn có màn hình là 5 inch. Bên cạnh đấy thì cái màn hình này vẫn là màn hình Full HD. Cá nhân mình thì đánh giá màn hình này có một cái màu sắc rất là tươi hơn so với lại Z1, vì thế nên nhìn rất là đã mắt, nhưng mà chưa đạt đến cái độ đậm giống như kiểu là chiếc Xperia Z2. Bên cạnh đấy có một điểm yếu nó kém hơn Z2 là về góc nhìn. Cái sản phẩm này góc nhìn chỉ tương đương với Z1 mà thôi, khi mà mình nghiêng lập tức nó sẽ bị cháy hình ảnh trên cái thiết bị này. Như vậy là xét về màn hình thì nó vẫn dưới cơ của chiếc Xperia Z2. Bên cạnh trái chúng ta sẽ có cổng sạc micro USB, nóc sạc vị trí sạc nam châm và khe cắm thể nhớ mở rộng cũng như khe cắm SIM. Bên cạnh phải này chúng ta sẽ có phím nguồn, tăng giảm âm lượng và phím chụp ảnh. Cá nhân mình đánh giá cao cái việc thiết kế này của Sony. Người dùng chúng ta có một thói quen là thường xuyên sử dụng cầm điện thoại bằng tay trái. Và với điều này khi chúng ta cầm vào, lập tức các bạn thấy tất cả ngón tay đều có thể sờ đến được phím nguồn này, tăng giảm âm lượng có thể bấm được, và chúng ta có thể bấm được phím camera nhanh cũng thông qua bằng một tay duy nhất. Như vậy rõ ràng là thiết kế phím bấm này rất là hợp lý và đem lại một cái sử dụng rất là tiện lợi. Bên trên đỉnh chúng ta chỉ có jack cắm tai nghe 3.5mm và bên dưới này là mic thu âm. Khi chúng ta nghe gọi hoặc là chúng ta sử dụng khi quay phim thì với hai mic sẽ thu âm tốt hơn. Và Sony vẫn có một cái thói quen rất là đáng yêu, đó là chúng ta có cái phần để móc được chìa khóa thời trang vào đây, để khi mà chúng ta được cho vào túi quần, trộm nó có đi qua nó muốn kéo ra thì cũng nhanh hơn nhiều. Ở mặt sau này thì phần mặt lưng được làm bằng một chất liệu đặc biệt. Nó được sơn phủ lên một cái lớp mà mình cầm cảm giác vào nó rất là thích, không để lại mồ hôi dấu vân tay. Chữ Xperia này là được in nổi, tức nghĩa là đấy giống như kiểu là nắp lưng sẽ có phần hai lớp, một phần bên trên là phần trong suốt và bên dưới mới là màu thật của máy, và nó tạo ra chúng ta cảm giác như kiểu là nhìn vào một hình ảnh 3D. Như vậy là đấy là về cái thiết kế bên ngoài, mình đánh giá là thuận tiện, dễ cầm và trẻ trung hơn so với những sản phẩm của Sony Z1 hay Z2. Màn hình của nó thì vẫn dưới cơ Z2, còn về hiệu năng các bạn thì hoàn toàn yên tâm, rất nhanh và mượt. Có một số tính năng mà mình thích trên sản phẩm này, như là tính năng nháy đúp để mở khóa màn hình. Chúng ta chỉ cần nháy hai lần lập tức màn hình sẽ sáng lên và nó hoạt động rất hiệu quả, nhạy, hầu như chạm vào là có thể thao tác được ngay. Bên trong này mọi người có thể thiết lập cái chế độ thông minh là cài đặt cuộc gọi. Khi mà chúng ta có cuộc gọi đến thì việc đưa máy lên tai lập tức là có thể nghe được cuộc gọi được luôn, rất là tiện lợi. Và đặc biệt là với phiên bản Android 4.4 thì trong cái phần cài đặt cuộc gọi chúng ta có thể thiết lập được cái máy trả lời tự động. Tức nghĩa là ví dụ như là ai gọi điện đến cho bạn và trong khoảng 15 giây mà các bạn chưa nghe, hoặc 6 đến 9 giây theo thiết lập các bạn, thì chúng ta sẽ có một cái hộp thư thoại tự động trả lời được ngay và cho phép người ta nhắn tin lại chúng ta thông qua cuộc gọi. Và đây là một dịch vụ hoàn toàn miễn phí của Sony. Máy đang chạy Android 4.4.2 và đây là phiên bản Android gần như là mới nhất mà Sony cung cấp cho sản phẩm này, sẽ có bản update trong tương lai. Và như vậy mình hoàn thành xong cái bài đánh giá trên tay nhanh cái sản phẩm này. Nếu mà mua bạn tại Mobile City thì các bạn sẽ có một cái dock sạc, và đây là dock sạc nam châm giúp chúng ta có thể sử dụng sạc cái sản phẩm này mà không lo ảnh hưởng đến cái độ bền của cổng sạc micro USB. Tại vì là sản phẩm này cũng là một thiết bị chống nước nên mà chúng ta sẽ tránh sử dụng cổng micro USB nhiều đi. Nó sẽ bị sườn ra và nó sẽ không giữ được cái tính năng chống nước tốt. Và như vậy mình hoàn thành xong cái bài chia sẻ nhanh các bạn cái sản phẩm này. Các bạn có thể truy cập vào trong web Mobile City ngay ở bên dưới để xem mức giá chi tiết cũng như một số khuyến mãi. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.